Hello tất cả mọi người nhé, hôm nay Di Hồng lại chơi 8 trò. Chơi trò này gặp thế nào? Ta sẽ lấy cho khoa. Thì mẹ bảo ta không biết chơi cái trò này. Hey, you there. I can see you on the cameras. Oh. I am so happy to see you. I need your help with something. Wait, can you even hear me? Hello? Oh, thank God. I'm so glad you're here. I thought this was the end. I was looking around and walked into the security room. Then the door closed behind me and I've been stuck inside since. It needs a light blue key card to open, but I don't have it. I know why you're here and I can help you, but you've got to get me out of here. Sweet. Now you can go down to the maintenance room. Remember, you're looking for a light blue key card. Good luck and thank you. Trò kia mày có chơi chơi bước đầu đâu mà này cái thẻ này. Chúng ta sẽ mở cửa này ra. Ta đi lấy khiển đây. Chúng ta sang đây với hai cụ pin bên này.
chú. Thực hiện nó lên nước đó này. Hiện bên đây anh em nhá. Sẽ mở cửa này ra cho chúng ta. Con gà nó đây ạ. Nó bật sáng lên nào. Ta sẽ đi 6 quả trứng. Từ từ này, nó xuống đây xem đã, nó nốt này, ta xem nhảy nó qua đây, chúng ta khiến cái máy bay kia vào bay đây này, cho quả trứng chỉ kia nó rơi xuống đây. Ta sẽ cho vào một con gà này. Được, cho nó ăn. Thế nhưng mà cẩn thận. Anh bảo đâu đít mà nè. Kiểu gì có hôm nó không đít mà. Cái đại đấy. Ta thấy nó nằm nó tận qua mặt vào đấy. Nó qua mặt ra là đều. Khoe nó, thế nó đủ đít mà chết à. Khoe á. Mày sợ nó đụng đít mà không dám đi chơi gì. Còn là cái búa gì? Nhanh lên. Sợ ăn đi xem ở đây. Đã xin nhảy trong đời và chúng ta sẽ chọn cái con này theo bằng màu này. Con một này màu trắng trắng xanh hồng niên
do à? Ta sẽ ngay cái thẻ này. Ồ, con gà cái nó đang đi qua đấy. Ta sẽ phải chạy nhanh, không nó mổ này. Đây chúng tôi chúng ta bật nên chúng ta chạy rồi. Nó đuổi sau rồi chạy thôi. Này nó chạy đuổi sau rồi. Nó đã bị rơi xuống rồi. Chúng ta xong chưa tiếp theo. Bánh sinh nhật này. Ăn miếng nào. Rồi, chúng ta sẽ chạy. Chúng ta sẽ không quay lại nữa để nó đuổi. Chúng ta sẽ chạy một mạch luôn. You've been a bad student. Chúng ta xong trò tiếp theo. Thank you.
nào mà sai. Nhiều hồi mình chúng ta sẽ để nó dạy trước. Chúng ta mới thắng được. You can run away, but the smell of your pancreas will always draw me to you. Con đó này sẽ bị con xe đập đập gì. Phép. Ra nó sẽ chiến đấu con đầu. Đây con này rơi nó xuống. Rồi chúng ta sẽ cho con kêu. Dạ. Chúng ta sang trò chơi tiếp theo. Thank you.
một hai ba bốn. Thôi được rồi. Thật sang sẽ chơi bệnh. Chơi cho chơi cuối cùng. Còn như mày má má không thể nhảy qua đấy luôn. Thank you.
Nếu còn xuống tìm đúng rồi xuống kia nó kéo đúng mấy nghìn cho bán được kia nè rồi tôi kết thúc video đây rồi, mọi người nhớ đăng ký kênh và ủng hộ nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.